Chào mừng anh em trở lại kênh YouTube của nhà Kiên Giang. Hôm nay nhà Kiên Giang sẽ tiếp tục lên clip quay về dòng xe Fortuner cho anh em tham khảo. Thì để giờ tại ngày nay xin em một like nha. Em nhớ đăng ký kênh ủng hộ nhà anh em. Rồi cảm ơn anh em nhiều. Thì hôm gài thì nhà cũng Kiên Giang cũng đang cái gáp cái chiếc xe ở thành phố Châu Đốc cho anh chị ở Châu Đốc chiếc xe này. Đó thì gáp nói chung cũng đang vô công đoạn đang hoàn thiện. Đó thì để xong em sẽ lên cái clip cho anh em tham khảo liền. Thì hôm nay nhà Kiên Giang có cứu bệnh cho cái anh trai ở Vĩnh Long. Đó là một chiếc Quid FI anh em, chiếc nào chiếc Quid FI. Thì chiếc xe ba giấc sáng đem lỡ thì em cũng không có quay nữa. Tại vì em cứ nghĩ là cái xe này cái máy mở ra thì đơn giản thôi. Thì máy đã nó có thì cũng có nói làm rồi. Thì em cũng có mở ra thì máy làm rồi thì mình tháo ra mình làm đơn giản đặng cho anh về sớm ở xa mà. Nhưng ngờ mở ra thấy có ba này cũng nặng quá thì sẵn đây em cũng quay cho anh em mình tham khảo luôn nha. Đó thì đây là cái máy đó thì để mình nó cũng mở rồi thì trước khi ra đây em có nghe thử tiếng máy rồi tình trạng sao làm sao đó, thì chủ xe cũng có báo cho em rồi đó. Rồi em mới báo thì mình tính làm được cái phần đầu nòng để cứu cho chủ xe đi đỡ cái đợt này thôi đó. Thì mà tháo tới đâu thì lại ban nó hư ra tới đó. Thì em cũng có bàn vũ xe thì thay nhiêu thôi, làm đầu nòng với thay cái nồi 105 qua là lụm được rồi. Đó. Không ngờ tới cái công đoạn mà tụi em gắp vô á, công đoạn gắp vô á, mở cái qua lăng bên đây ra thì kiểm tra đặng xin cam này coi các kiểu rồi có đúng chưa đó. Thì tới cái công đoạn lắp vô á thì thêm cái ông nội nhông thị này đóng trước quất rồi nữa đó. Cái nhông thị này người ta đóng xích ra ngoài này nè, đặng người ta đưa cái khâu nhông đề này vô là nó mới chuẩn nè. Nó đưa giờ đóng lố quá đưa vô nó kẹt cứng ngắc luôn vậy nè, đâu có xây được đâu đó. Thì người ta nằm ở khúc ngoài này người ta xây mới được nè, nè nè nó bây giờ đóng lố vô quá. Rồi em tìm đường em cảo này ra cũng không được luôn, không có cảo nào đúc dừa thì buộc phải chẻ cái máy ra đặng xử lý cái dên lại đặng mình mới vô cho nó chuẩn lại. Ừ. Thì cái máy này có làm rồi hết trơn rồi, dên bọng này kia thì cũng có thay tay lòng á, thì sấy cút tứ thì lòng này sấy trái KZ luôn, sấy không đúng của khu neo nó thì buộc em phải bỏ cái lòng này luôn. Thì có bàn chủ xe rồi đó, thì của xe cũng đồng ý bỏ cái lòng này ra. Cái nồi tại sao em bỏ thì cái nồi á, thì có thay lại cái chuông khác mà chuông lô, nồi thay chuông lô. Nói chung thì cái nồi thì nó sai chuông lô mà nó vớt cái gì nữa đây nè, nói chung là binh biến chế cháo không đúng zin thì em quyết định bỏ thôi chứ không có gì đó là gì. Thì thành ra mình thống nhất mình xài cái nồi Thái Lan là đây đó, em đổ qua cho mình thay luôn cái nồi Thái để cho nó ngon để mình xài 5 10 năm sau. Ừ. Thì bàn tới cuối cùng xong rồi tới cái công đoạn em gắp vô rồi mấy đệ nó kiểm tra cái nữa. Cái xe này cứ banh nặng tội lớn nhất á, là cái nắp nồi đâu quay đây nè, cái nắp nồi mà trong cái bạc đạn này nè đó. Thì do anh em sơ ý lắp cái bạc đạn vô mình không có biết cái bạc đạn như thế nào là đúng chuẩn anh em. Thì đây là cái ba đêm làm em nói cho anh em nắm nhiều lần rồi đó, bạc đạn cho nắp nồi lắm, bạc đạn này là sai ngang bậy anh em. Nồi cho nắp nồi là anh em phải xài cái bạc đạn nắp bít, nắp bít làm chi đặng cho nó chặn nhớt nó bơm qua dây nuôi nồng nè. Anh em phải xài cái nắp bít một mặt trống vậy nè đó, đặng cho nhớt nó bơm qua nó nuôi dây nuôi lồng. Nói chung là nó nuôi trong bộ phận máy, đây là cái nguồn nhớt còn là cái nguồn nhớt chính luôn đó, cái nguồn nhớt quan trọng nhất trong cái máy mà anh em xài cái bạc đạn đành lòng mà xài bạc đạn không hiểu biết gì về cái máy neo nè, đó gắn không đúng nè, không đúng bạc đạn cái nữa thành ra nó phá riết mà chủ xe người ta là đi làm máy hoài luôn, làm riết mà sấy tới cái lòng lên tới cút tứ luôn, thấy lỏng le luôn rồi đó. Còn lỡ đây đâu em đâu còn sấy đâu còn cứu nữa được đâu, tại cái lòng mình sấy tới cút tứ là dữ lắm rồi, đâu ai sấy lên 5 6 7 đâu nè đó. Thì đây là cái ban quan trọng nhất trong cái máy nè, thì nói cho những anh em nào chưa gia chạm cái neo anh em nắm anh em, để anh em không gia chạm anh em làm bậy hư đồ tốn tiền mà xài không được đó là gì, cái này gọi là phá đồ ăn tiền nè, làm không đúng nữa thì không có gia chạm với cái máy neo nhiều anh em lắp không đúng một cái nữa là chết nữa đó. Đó là cái ban quan trọng nhất anh em, nó tại vì nhớt bơm qua đây mới tống qua đây nó mới qua cái bạc đạn này nó tống qua dên nuôi đó rồi bơm qua mà không nó không có cái nắp bít nó chặn rồi nhớt ra ngoài không à, nó thành ra cái máy này chết với chủ xe luôn. Mà chủ xe mà làm mà không đi trúng thầy trúng thợ hen, cái xe này chỉ gã đồ món bán thôi chứ bán nguyên chiếc cũng không ai mua đâu, bán nguyên chiếc nó kêu sùm vậy đâu ai mua đó. Rồi em tính cứu bao nhiêu thôi mà nhờ không ngờ tháo rồi thêm ban nữa
rồi tính gáp vô rồi kiểm tra rồi nhờ dên cái dên thì đóng trong thị chất quốc rồi cái tay dên này sân chê em lăn thử cái dên này nó đảo nữa có gì tháo ra sân chê làm cái dên lên cho chủ xe cho nó ngon tới đây rồi mà nó làm không ngon rồi về rồi mất cái uy tín cả đám luôn đó là gì thành ra em gắn gắn tiếp cho anh mở cái máy ra thì cái phần số em mở ra thì thêm có ba nữa trời ơi tới chuyện luôn anh em coi cái lốc số nè đi dán keo tè lẹ tắt lép mà bít cái đường bơm nhớt cái qua số giờ nè anh em thấy chưa không có dán keo mà dán vô được cái được cái rãnh này nghe anh em rút kinh nghiệm nha có những anh em nào mà chưa gia chạm máy neo đó mình coi những mấy cái thất bại của người ta nè là những cái kinh nghiệm lớn để anh em làm sau này không thất nó mới đơn giản đâu đối với tụi em là mấy cái máy này nó nhuyễn như ăn cơm rồi không cần phải mà để giặt để giật thì nói chứ thì đối với những anh em chưa biết nè anh em nắm tuyệt đối nó không có được tha keo vô cái đường bơm nhớt này nghe anh em chỉ tha keo của miếng trên này thôi nhớ nghe rằng cái cua này anh em phải tha keo rất là ít nha rất là mỏng nha để nó nhiều quá nó chảy bít cái đường bơm như đây là chết bộ số nè cái này em không mở ra kịp thời là bộ số này đi đai nữa nè chạy không bao lâu là ra đi bộ số nè bộ số là này nè thì cốt tải em kiểm tra thì cốt tải có màu mà chút xíu nữa thay cái cốt tải cho chủ xe luôn để cho chủ xe xài khoảng 20 năm nữa bỏ bộ số này đó. Cái xe mở ra tới đâu toàn là bị ban không đây là thêm một cái ban cục di động thì nó phải duy trì đó. Thì cái ban này không biết cái ban này ban gì nữa đây nè anh em thấy chưa đó thì mở kiểm tra tới cái cốt đạp tới cái cột cái này luôn nè trong cái xe Nhật của người ta là không có cái vụ mà chim bọn dứt chế cháo cho nên nhớ rằng điều đó mình làm đúng đó không có cần phải chim miếng đông đền hay là cột hay là chế cháo bất cứ thứ gì cho nó đó đi tới cái cốt đạp đó mà cũng cột với cái dây đồng chống nữa cho nên thấy hiểu cỡ nào cái máy này nó dọc nó giật anh em cỡ nào đó mà này là do kỹ thuật anh em kỹ thuật mà anh em cái máy á nó anh em nghe là phải nắm kỹ thuật phải từ 90% nha anh em mới lắp được cái máy máy mới ngon nha cho dù anh em mua hết toàn là đồ hãng hết luôn đem về đây nhưng mà kỹ thuật anh em lắp vô mà đó lắp nhưng mà kiểu như cái xe này là chết nè nó nổi mà cái bật đạn này không là chết đứng rồi nè chết cái máy rồi thì thành ra trong cái kỹ thuật á thì là cái máy cũng rất là quan trọng thì không gài á em á thì cũng có cú cũng gài cũng mấy chiếc á là cũng anh em ở Sài Gòn đó thì em cũng cũng cảm ơn anh em tin tưởng em ở xa thì cũng lặn lội đường xa lại đây đó thì anh em ở một cú một cái ban là mới ngày hôm qua đó là một cái anh trai ở chạy Grab ở Sài Gòn đó nói chung làm cũng các kiểu rồi đó thì em cũng tháo ra em cũng nói chung là lắp cũng không đúng kỹ thuật nói chung làm không đúng gì cái máy neo thì em cũng cứu bệnh cho anh trai đó Sài Gòn chạy Grab đó ở thành phố Hồ Chí Minh mình đó thì cứu thì không có nhiêu tiền cứu thì em lấy tiền công cán với thay lặt vặt chút đỉnh thì em lấy có 500 ngàn à thì anh trai cũng sợ cũng chuyển khoản cho em 1 triệu luôn đó thì cũng nói chung cũng cảm ơn anh trai ở xa tin tưởng em út đem xe ra đây cứu bệnh đó, làm sợ quá sợ rồi làm có 500 mà chuyển nhân triệu luôn thì cũng cảm ơn một cái ban trước đó của anh trai đó là của anh thầy giáo thì ở cái cánh Đồng Tháp giáp ranh với Long Xuyên thì cũng có lặn lội đường xa ra đây đi 2 chồng luôn nhé rồi qua đây em chuyển cứu cho một cái ban nồi nữa cái ban nồi zin mà nó bị ọ đấy. Cái nồi zin mà nó ọ nghe khó chịu lắm thì qua đây cứu cho thầy cũng không có bao nhiêu tiền đó thầy cũng chơi sang thầy mua cái thùng bia đó chứ rồi mua thêm 200.000 mồi nữa rồi đẩy ra lâu ra đánh luôn đó đánh xong rồi về em không có lấy tiền rồi thầy nhét cho 500.000 nó cũng cảm ơn thầy nhiều nói chung là cũng cảm ơn thầy ở xa cũng anh em ở gần ở xa đó thì cũng tin tưởng em út thì lại đây em út cái nào làm máy thì làm còn cái nào thì cứu ban thì em cứu nói chung là em cái ban nào tất cả trên các dòng Fujinel em nhà Kiên Giang đều lãnh cho anh em gỡ ban được hết nghe nè đó cho dù cái máy này anh em lụm đồ món ở một nơi một chỗ này cũng vẫn gác cho anh em ngon lành được tại vì em đã chuyên nhiều dòng máy neo này rồi thì khẳng định rồi đó trên thị trường này kiếm một người chuyên thứ hai nó chắc không có đâu nè đó. Thì anh em coi các kênh các cái đi các kênh các chỗ đi thì chưa có ai mà làm chuyên dòng như tụi em đâu tụi em gia chạm với cái máy neo này nói chung á là một thời gian cũng dài lắm rồi nó không biết ăn dầm nằm về tụi nó với cái máy neo này dữ lắm rồi thành ra những cái ban gì trên cái máy này em mở ra làm điều tụi em nắm được hết đó cho dù anh em lắp ngược lắp xu lắp như thế nào á tụi em vẫn đều lắp lại được vị trí ban đầu được hết trơn đó là gì thì anh em ở gần xa thì tin tưởng tụi em thì lỡ tới đây đó như điển hình đó, như là anh trai ở Vĩnh Long đó. Đó, sáng sớm là đi là mấy giờ đó đó như anh trai này sáng là anh đi 3 giờ rồi còn cái anh cờ gáp hôm qua đó cái anh mà chạy super chạy cờ gáp hôm qua đó ngày qua là nghe anh nói là 12 giờ đêm đã đi rồi sáng mới 6 giờ rưỡi là có mặt sớm này em mới vừa châm bình nước trà ra xong rồi uống được ly đưa cho nhỏ đi học vừa về tới là anh ngồi anh chờ trực sẵn này đó, thì cũng ngày hôm nay luôn thì em cũng có hẹn đó là một chiếc này là
Anh trai này là ở Vĩnh Long qua thì anh cũng đi 3 giờ sáng là anh đi sớm rồi đó. Còn thêm một cái kèo chiều nay nữa, cái kèo chiều nay cũng tầm đầu giờ chiều đó. Không biết, nói chung là các ba chắc cũng về máy không à, chứ không gì đâu. Thì nhà Kiên Giang trước giờ toàn là cứu là những cái máy neo hết. Thì em biết rồi. Tại vì cái máy neo này kiếm thợ mà để làm mà hiểu biết gì cái máy neo này là rất là khó nha. Thành đa số là em tháo ra là toàn là làm không đúng kỹ thuật. Nói chung là cái kỹ thuật chiếm 90% nghe anh em. Anh em nghe kỹ nha. Cái kỹ thuật là quan trọng nhất. Cho dù anh em đi vô hãng mua hết trơn toàn là đồ mới hết cho đi, mà kỹ thuật anh em lắp không được đó là xài không bao giờ được. Đó đem về là chỉ có đường là bán xe thôi. Thì nay thì cũng anh trai này đó thì nói chung là tiền mà cũng đúng thầy rồi. Nếu mà em mà cứu không được thì chiếc xe này còn đi gã đồ món thôi, chứ không có đường nào mà ai cứu nổi cái máy này nữa đâu. Đó là gì đó. Thì cái máy này quá trời nó nhão rồi. Nói chung cũng là có thợ thầy dọc giả vô đây rồi. Những anh em nào chưa va chạm nhiều mình coi mình rút kinh nghiệm. Thì những cái sai lầm của anh ta này kia, cái kinh nghiệm của anh em đó, em nói hoài con nói đó. Đó thì cái ba này không có, cũng không có gì lớn quá. Thì đối với tụi em thì biết thì rất là dễ, nhưng mà đối với những anh em không biết đi, cho anh em làm, cho anh em mò, cho ngày này qua ngày nọ luôn đó, cho đêm này qua đêm nọ luôn, mà bằng chừng nào mà chủ sẽ bán xe thôi đó, chứ không phải đơn giản đâu anh em. Đó thì máy neo nó khó thì nó cũng không khó, mà dễ thì nó cũng không dễ. Biết là dễ còn không biết là nó khó. Rồi bây giờ em sẽ cho mấy anh đệ mình nó sẽ làm cái dên lại, làm cái dên và xử lý lại. Nói chung là gã cái máy ra tới mức độ này ra thì để em gắng khắc phục cho nó ngon lành mới được, chứ không có thể nào mà đi tới đây đường xá xa xôi không ai nào lỡ hoài đâu. Có những anh em đi tới đây mấy trăm cây số lận chứ không phải ít đâu. Có những anh em Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh nó đi tới đây là tầm 400 cây số đó, 300 mấy chục cây, gần 400 cây đó. Rồi ra gắng giúp cho anh em cho nó ngon lành một cái một. Thì cũng cảm ơn những anh em ở Sài Gòn gỡ xe xuống cho em nữa. Thì gỡ xe nguyên chiếc xuống cho em làm cũng có, mà gỡ cục máy cũng có. Đó là gì? Thì những anh em nào gửi sau thì em sẽ làm sao cho anh em. Em sẽ lên cái clip nói thay cái gì và làm cái gì em sẽ nói sau. Thì cái này cái máy này đó thì có chủ trực tiếp đây thì nó dễ. Em ở tới đâu thì chủ thấy tới đó. Đó thì nó rất là dễ rồi. Thì những anh em nào ở xa không có thấy được đó, thì em cũng phải mở hết ra gì. Em mới kiểm tra cái gì em thay cái gì em sẽ ghi hình lại hết. Và những thay cái món nào em sẽ nói lại hết đặng cho anh em nắm. Những anh em ở xa tin tưởng em thì em làm cái gì em sẽ ghi hóa đơn. Rồi em thay món gì em sẽ cái gì em sẽ ghi lại ghi hình lại hết trơn. Thì có chủ đây rất là dễ, thì mở tới đâu bài ra tới đâu thì chủ xe thấy tới đó thì mình nói tới đó luôn, nó dễ. Còn những anh em ở xa tin tưởng em thì em cũng phải làm cái quy trình quay clip ở đàng hoàng gửi cho anh em tham khảo. Và những cái máy em thay cái gì sau này gì mà hư hao này kia em chịu trách nhiệm hết. Tại những cái máy em làm thế này đều bung ra hết là em đều bảo hành cho chủ xe 1 năm hết, lỗi kỹ thuật hoặc là lỗi đồ cái gì, nói chung cái gì liên quan đến cái máy là em chịu trách nhiệm hết. Đó là gì. Rồi bây giờ cho mấy anh đệ mình cho nó lắp vô cái đi, rồi cho anh em nghe thử cái tiếng máy nữa, cái mình kết thúc video anh em. Rồi cảm ơn anh em nhiều. Rồi anh em ơi, thì sẵn nay em có làm cái chiếc xe này của anh trai. Thì xe này là kèo sáng nè. Thì đây là cái kèo em hẹn kèo chiều nè, tại vì hai anh em ảnh đi công chuyện. Rồi thấy vậy thường thường em lãnh em nhận có một kèo thôi, nhưng mà thôi cũng gán giúp cho anh em ở xa đó, cũng đi công chuyện cũng từ Đồng Tháp qua. À, cũng từ Đồng Tháp qua thì hai chiếc xe này sao mà cùng duyên nha, sao mà biến số toàn Đồng Tháp không nè. Này cũng 66W1 Đồng Tháp nè, như hai anh này là ở cái gì, cùng cùng gì? Cùng tỉnh, cùng Đồng tỉnh mà ở khác khác huyện hay gì? Các huyện Khác huyện nha. Hai này mà cái này không hẹn mà lại gặp nè. Đó, thì sẵn hai anh em đi công chuyện đó rồi điện cho em thì em gắn giúp cho một vé luôn. Đó, thì chiếc xe này cũng là ở Đồng Tháp luôn, 66W1, còn cái kia 66V1. Đây cái xe này cũng có ba này cũng máy này nè. Để em nghe cái tiếng máy của nó kêu cái gì đây. Nó kêu anh em thấy thương anh em. Xe này thì cái ban máy hiện tại em nghe thử tiếng máy, em có test thử rồi thì cái ban máy này cũng kêu nghe em kêu lọc cọc trống á. Thì cái xe này anh em cũng có làm rồi, nhưng mà tại sao mà có ban kêu hoài à? Để em sẽ mở ra đây có cái gì trong đây mà ráp để quên chìa phá chẳng không mà nó kêu kỳ gì. Em sẽ mở ra lấy chìa phá ra nha. Nó chứ phụ neo mình không có vụ mà tiếng động trống anh em, em chỉ nghe tiếng canh ti nghe thật thật thì nghe nó neo mà kêu lóc cóc lẻn kẻn giống là nó không có đúng bài neo rồi đó. Đó. Thì bây giờ em sẽ mở cái xe này ra coi nó kêu cái giống gì trong đây rồi cho anh em mình coi luôn. Thì chiếc xe này Phú nó đang mua đồ anh em, tại em đang thiếu đồ đó, thành ra rửa gáy xong xuôi hết trơn rồi. Nó để em gấp nữa là xong xuôi nha.
Nó thì cái xe này thì chủ xe cũng quyết định chơi lớn rồi. Nó chơi bộ nồi, chơi luôn cái dên. Rồi chơi cái lồng mớ luôn. Nó đi mua cái lồng mớ rồi. Chơi luôn cái lồng mớ luôn với đầu bò xử lý mớ lợn. Nó thì cho chủ xe này thì cái ban xe này rồi. Thì cái ban máy này thì em thay nó giờ cũng nè, bỏ ra cũng nhiều đồ nè. Nó bỏ lồng, bỏ nồi, bỏ dên ra. Nó thì cái ban này cũng cộng nãy qua đơn xương xương hết 12 triệu mấy nha. Đó nói chung bỏ ra nhiều đồ đó, nhưng mà xài đồ Thái Lan nha. Cái lồng cái đầu bò thì đổi cho anh. Đầu bò đổi cho nó mới đó, cho nó đồng bộ nhau cho nó đẹp đó. Thì cái ban này xương xương thì cũng 12 triệu mấy đó. Nói chung 12 triệu 100 ngàn. Đó là giá chính xác là gì. Thì để cái chiếc xe này để em rút coi, cái ban này chắc gấp đôi quá. Cái ban này nặng hơn nè, cái ban này kêu lớn hơn nè, cái ban chắc có 20 quá. Anh này chủ xe mở có 20 xe là trời không à. Rồi vậy đi, để em mở ra cái coi tình hình sao rồi cho anh em nắm luôn. Mở Quy ơi. Rồi anh em ơi, thì mấy đợi mình có mở cái máy rồi thì kiểm tra là đúng chính xác là chủ xe người ta có cái máy này có lập rồi. Làm toàn là đồ giữ không anh, chứ không phải là đồ làm lại nữa. Nó là giữ là giữ làm sao. Chủ xe thay luôn cái dinh mới nè, dinh hãng nha. Dinh giữ luôn đó. Lòng bạc có tông mới hết trơn ơi. Này lòng mới chát nè, chạy chưa đóng dơi đóng đất nè, nó dưới còn sạch luôn nè, đảm bảo cái tông xịn hết, thay luôn cả bộ nồi mới luôn. Thứ gì chưa nói không nè, mới chát luôn nè đó, cụm bố mới chát luôn nè, thấy chưa. Đó, xe này mà thay tới cỡ này nếu làm cục máy mười mấy triệu mà đâu có dạng vừa nè, đâu phải dạng làm kiểu mà làm vài ba triệu bạc đâu, thấy chưa. Cục máy mà thay nè, thay cũ đời luôn em ơi. Xe này giữ dần nha, đời mới chắc luôn nè. Còn cam mình đạn bên trong em thấy thay sạch xanh chưa nè. Thì tại sao mà thay đến mức độ này đây mà tại sao cái máy nó còn kêu nè. Đó thì nãy giờ em tìm ra những nguyên nhân mà để cho nó kêu cái máy này á. Thì tìm vòng vòng nãy giờ cũng chưa thấy ban nè. Nó chỉ thấy nó thấy con cái ban là nó bị dính cái chỗ này, nó mới cắn vô đâu mà nó có mấy thẹo này nè. Đó. Nãy em có lăn thử bu số thôi, nó nặng quá không biết lắp có kỹ thuật này. Cái này là do kỹ thuật lắp nè, người ta mới tháo rồi mới kiểm tra chân đệm mình cho nó lắp lại nha. Đó thì mở luôn, chẻ máy ra luôn đó. Nãy ngay ban đầu em cũng không có chịu chẻ này nữa, sao mà em lăn cái bộ số nó nặng quá. Thì bộ số lăn cái cốt mình ta vô ta lăn nhẹ tay, lăn một vòng một cái chạy dù dù vậy đó, còn này lăn nó sững cái sững cái sững nó chịu đi. Đó là gì, thì cái xe này bật đạn bật gì, nói chung là người ta đã làm mới rồi, làm mới mà người ta thay đồ mới nó chứ không phải đồ cũ làm lại nữa, full đạn mới luôn à. Chứ có bộ số cũ nha, bộ số nó không thay, có cốt nhôm tải mòn nè đó, có cốt nhôm tải mòn thì có bộ số này giữ lại, bộ số này không thay nè. Chút xíu này em sẽ thay luôn cái cốt nhôm tải cho chủ xe luôn. Thì chủ xe chỉ còn bộ số chưa thay đó, dưới hai cái lốc nè, đó cái lốc số nè, dưới cái lốc giữa đó, thì mình thay luôn cho nó hết luôn đi chứ còn gì nữa đâu đó. Có không kêu nó không hết kêu nó thì giờ thì chủ xe bán luôn đó, đỡ tới thầy mà thầy kêu đem gì lo băng tài đi là chết rồi, đạn xe ngoạn này. Đó thì cái máy mà tại sao mà cứ như thế này đó mà full tắt tắt tần tật hết trơn rồi. Thì cái này là do cái nguyên nhân chính là do cái kỹ thuật lắp này nè. Đó. Thì cái máy neo này đó là cái nguyên nhân chính là do cái kỹ thuật lắp cái máy này, những cái phụ kiện vào như thế nào để cho nó im cho nó chuẩn. Thì cái kỹ thuật đó thì không thể chia sẻ cho anh em được nha. Cái kỹ thuật thì ở đây tụi em lắp vào. Đó thì bây giờ chỉ lắp cho đúng chuẩn cái kỹ thuật ở đừng cho cái máy này lên xe để cho chủ xe lên đường về quê. Đó. Chứ không còn cái gì mà khó chứ á. Thì độ nó kiểm tra hết trơn rồi đâu có cái gì mà để thay nữa, nó này chỉ còn có kỹ thuật thôi. Thì làm cái nghề ngành nghề gì bất cứ ngành nghề nào cái kỹ thuật nó đòi nó chiếm tới 90% nghe nè, chứ không phải nó kỹ thuật mà 40-50% không có đâu, kỹ thuật phải nó 90%. Anh em nào mà kỹ thuật mà không được 90% mà lắp những cái động cơ là xe bất cứ làm ngành nghề gì cũng vậy, kỹ thuật mình không có là đều thất bại nè. Đó là gì. Rồi bây giờ em sẽ cho mấy anh đệ mình rửa cái sạch sẽ lắp vô cái cho anh em nghe tiếng máy cái nữa nha. Đó. Thì cái xe kia nãy giờ để mình nó đang lắp nè, nó lắp cho xong cái cho anh em nghe cái máy này đó cái là xong đó. Thì bữa nay là xong xong là bữa nay là em làm hai kèo một lượt luôn nha. Đó thì cái máy này đó thì Phú Kiên Giang đang lắp đó, lắp cho nó cái kỹ thuật cho nó vô nó dưới trong cái xe này. Chủ xe này cũng thay nhiều đó, thay cái lồng mớ bạc cái tông mớ, lồng chính hãng bạc cái tông Thái Lan, xe này thay luôn cả cái dinh thái rồi bộ nồi Thái luôn, bộ nồi Thái rồi bộ số giữ lại thay cốt nhôm tải. Nhưng cái máy này là cũng nhiều đó, nhưng mà cái máy này tốn tiền nhiều nè. Nhưng mà cái máy này á thì nó chủ xe đã tốn hết rồi. Nói chung cái này thì cái máy này thì chủ xe tốn đâu mười mấy triệu rồi, nó thì không còn tốn nữa, chỉ tốn cái thằng cái công cán kỹ thuật này kia lắp vô là ok à.
Đó rồi, bây giờ mình sẽ cho máy để mình sẽ lắp vô cái nữa là mình sẽ kết thúc video nghe nè. Rồi anh em ơi, thì nãy giờ máy để mình cũng hoàn thành hai con xe trong ngày. Đó, thì một cái chiếc xe của ông anh ở Đồng Tháp này, cái chiếc Cao Quý Happy thì em hoàn thành trước. Tại cái xe này là cái tài sáng đi trước. Đó, thì cũng chuẩn bị xong rồi cũng cảm ơn anh ở xa này ủng hộ múc. Đó, thì em sẽ cái công đoạn cuối là cho anh em nghe được tiếng máy, là khi máy đã vô hoàn thiện xong xuôi thì máy móc thì cũng tương đối anh em 90% nha. Đó, nói chung là ngon lành cành đào. Thì em đã xong lên máy, giờ cho anh em nghe tiếng máy nữa mình kết thúc video nghe anh em. Đó, thì đây con Phú X này, em cũng lên máy xong nổ máy rồi. Còn cái con Sang Cơ đó, đó Sang Cơ GT đó, cũng anh trai đấy cũng ở Đồng Tháp luôn, nó thì cũng nổ máy rồi luôn rồi đó. Thì cú ban xong luôn rồi đó. Đây cho anh em nghe tiếng máy nữa nghe anh em. Nồi gấp còn 2 tiếng trả là cọc cọc đồng bằng anh em. Nói chung là nồi gấp trả tiếng 2 cọc rõ ràng đàng hoàng. Còn qua cái ban này coi nghe là cho anh em nghe là tiếng máy nha. Đang đợi mình cũng gấp xong hoàn thành xong nổ máy. Thì cái ban này thì kỹ thuật nha anh em, nói chung là cái kỹ thuật thôi, lắp lại thôi chứ không có em có thay cái cốt nhôm tải. Có một số gon với bật đạn em thấy coi cái nào không được thì em cũng có thay bỏ ra. Bây giờ cho anh em nghe tiếng máy cái xe này lợn cái nữa mình chốt video nghe nè. Kết thúc đó là mình cho hai anh em lên đường được rồi. Nhà này cũng có hơi xa ở tới Đồng Tháp mà. Cái nồi này có chả nhưng mà cái tiếng nhỏ lắm nghe anh em, tại vì cái nồi này là cái nồi mới luôn đó, cái nồi mới hoàn toàn trong hãng luôn đó, thành ra cái tiếng chả là nó có chả nhưng mà anh em nghe không có rõ đâu nha. Nhưng mà cái máy nó không còn tiếng lách cách giống sáng đó nghe anh em, sáng lợi ý là cái máy nóng luôn đó mà nó còn kêu, nó kêu lọc cọc lách cách nữa. Bây giờ cái máy mình đó là cái máy nguội luôn đó, máy này chưa nóng đó là không có tiếng kêu nha, cái máy này là chạy nóng lên là ấm nghe nè. Cái này là như là chưa có thay nhớt luôn, chỉ xíu nữa thay nhớt chưa. Còn anh em ơi, thì nói chung hoàn thành cú ban là cũng cái quá trình cú ban đã xong. Thì em ấy thì không có thay nhiều độ chứ thì cũng có chút đỉnh à. Thì để cho em cho mấy anh để nó lắp áo này kia xong xuôi hết trơn thì cũng cho hai lên đường được rồi. Nhà cũng hơi xa mà sáng giờ nói chung là nó không có vợt anh em. Chứ cú ban mà nó vợt cái là gắt chắc tới tối luôn quá. Rồi thì trước khi kết thúc video thì cũng cảm ơn hai anh đã tin tưởng nhà Kiên Giang, ủng hộ nhà Kiên Giang. Thì nhà Kiên Giang cũng chúc hai anh lên đường mà sớm mau tới nhà nha. Đó, thì anh em nào có ở xa thì mình có bắt tài làm nguyên chiếc thì mình bắt tài anh em, còn những anh em nào cứu bệnh trong ngày thì em giải quyết đánh trong ngày liền. Thì anh em phải điện cho em trước, như hẹn trước một ngày anh em hả đi qua nha, đến nhiều khi mình đi qua mà em đang kẹt tài kiểu này á là không có làm được cho anh em ạ. À, đó là gì đó, thì cái địa chỉ em có công khai nhiều lần cho anh em rồi, thì anh em có qua cứ alo cho em trước tiếng là được rồi. Rồi nhà Kiên Giang hẹn anh em nhiều cái clip sau đó nghe anh em. Thì những mấy cái chiếc xe làm nguyên chiếc đó, em sẽ lên clip sau cho anh em tham khảo. Thì đây những cái chiếc mà cứu anh trong ngày không đó. Rồi nhà Kiên Giang chào anh em, bye anh em nha.